cửa hàng xe máy An Thanh Phát. Và tiếp tục với series review xe ngày hôm nay thì em Mai sẽ review cho các bạn một dòng xe côn tay với phân khối là 150. Nếu như mọi người đang tìm một dòng xe côn tay phân khối 150 nhưng mà không thích những cái dòng xe hàm hố vạm vỡ giống như mô tô thì có thể lựa chọn cho em cái con xe Winner này nha các bạn ơi. Winner và Air thì là những cái dòng xe mà được các anh lựa chọn rất là nhiều luôn, tại vì là cái khả năng trộm gió của nó cũng rất là cao, với lại là cái sức mạnh, cái khả năng đi của nó cũng rất là ok nha các bạn. Và giá của nó cũng rất là mềm nữa. Thì trước đây với mọi người biết một Winner V3 mang một màu sắc rất là đẹp, ví dụ như là màu trắng, màu đỏ, màu đen hoặc là màu xám, thì đấy gọi là Winner V3 của phiên bản 2023-2022. Thì ngày hôm nay thì Mai sẽ quay video cũng như là giới thiệu cập nhật giá bán cái dòng xe Winner V4 nha các bạn ơi. Nói đùa một chút thôi, nó không phải là Winner V4 mà nó vẫn là Winner V3 nhưng mà nó được cải tiến một chút bởi cái màu sắc của nó sẽ được cải tiến một chút. Thì hiện tại Winner V3 của phiên bản 2024 sẽ có 3 màu sắc, đó là màu thứ nhất là màu xám đen, thứ hai là màu đỏ đen và thứ ba là màu đen nha các bạn. Thì ngày hôm nay thì để đáp ứng cái nhu cầu, có một anh comment cho em Mai là hãy lên cái video cái màu Winner V3 màu xám đen 2024, thì ngày hôm nay em sẽ lên cũng như là giới thiệu chi tiết và cập nhật giá bán nha các bạn. Như mọi người thấy này, cái thiết kế của Winner V3 phiên bản 2024 thì nó sẽ hơi mới lạ một chút. Nếu như mọi người để ý và một người chơi xe, một người dành xe thì sẽ biết rằng là cái nhìn là biết cái độ khác biệt của nó so với phiên bản 2023 nha các bạn. Đây, ở đây nó sẽ có giống như, ví dụ giống như hai cái mắt các bạn. Đây, giống như hai cái mắt này, thiết kế của nó rất là góc cạnh luôn. Và cái màu này em thấy hình như cái màu này nó sẽ nhạt hơn so với phiên bản 2023 gì đấy. Và đặc biệt là mọi người xem này, cái màu sắc của nó phối nó sẽ có hơi một viền màu vàng một chút này các bạn. Trước đây thì sẽ là màu đen viền màu vàng là phiên bản 2023 phiên bản cũ, nhưng mà ngày hôm nay là phiên bản 2024 nhìn nó mới lạ hơn. Và đặc biệt là khi cái gì nó mới ra nó cũng đang rất là hot luôn. Và mọi người xem này, đây phanh của nó sẽ là phanh ABS nha các bạn, phanh ABS nhưng mà nhìn thiết kế nó rất là đẹp ha. Đây nhìn nó mới lạ. Bạn nào mà dành xe chơi xe cái dòng những cái dòng xe côn tay thì sẽ biết và sẽ rất là mê cái thiết kế của Winner V3 phiên bản 2024. Và giá hiện tại của Winner V3 phiên bản 2024 là bao nhiêu? Giá hiện tại là 42.500.000 đồng, giá cực kỳ ưu đãi luôn nha các bạn. Thì thật ra ấy, nếu như bạn nào đã từng mua xe và đang tham khảo thì sẽ biết rằng là cái dòng ngày hôm nay, cái dòng Winner V3 này bên em bán rất là ưu đãi cho các bạn, chỉ có 42.500.000 đồng thôi. Thì giá này em Mai đã bao VAT và xuất hóa đơn, không phát sinh một chi phí nào cho các bạn luôn nhá. Bên em thì thủ tục mua gói thì chỉ cần là căn cước công dân gắn chip thôi này. Nếu như mà mọi người có thêm bằng lái xe hoặc là bảo hiểm y tế thì mọi người cứ cầm lên giúp em Mai, và đặc biệt là phải đủ 18 tuổi nhá. Đủ 18 tuổi đây là đủ ngày đủ tháng thì bên em mới hỗ trợ lên hồ sơ được ha. Và mọi người trả trước giúp em từ 5 triệu trở lên là có thể rước xe về nếu hồ sơ tốt. 5 đến 10 phút là bao được hồ sơ, rất là nhanh luôn, thủ tục rất là nhanh nha các bạn. Bên em thì có thu xe cũ đổi xe mới, có hỗ trợ ship xe toàn quốc trên 63 tỉnh thành luôn nhá. Nếu như các bạn ở ngoài miền Bắc, miền Trung hay là miền Tây muốn chốt đơn cái dòng xe này thì hãy nhanh tay inbox qua số điện thoại hotline Zalo của em Mai là 0325333789. Khi mà liên hệ đặt lịch trước với em khi qua cửa hàng là được hỗ trợ từ 500 đến 1 triệu tiền xăng xe đi lại nha các bạn. Và mọi người muốn độ màu sơn thì bên em vẫn có thể đổ màu sơn. Độ màu sơn 3D thì em sẽ có phủ một lớp nano, phủ bóng nano bảo vệ màu sơn 1 năm, miễn phí 1 năm 3 lần cho các bạn luôn nhé. Và độ màu sơn thì mọi người yên tâm, bên em bao cháy xước, bao bóng chắc luôn ha các bạn. Kết thúc video ngày hôm nay thì nếu như mọi người đang quan tâm và muốn chốt đơn của em Winner V3 phiên bản 2024 mới lạ độc lạ này thì hãy nhanh tay alo cho em Mai để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nha mọi người. Cửa hàng em thì nằm ngay đường lộ quốc lộ 13 luôn nha các bạn, nằm ngay ngã tư khu công nghiệp Mỹ Phước 2 luôn nha, ngay đường lộ quốc lộ 13. Nếu như mọi người không biết đường và quên đường thì hãy nhanh tay, thì lúc đấy thì mọi người cứ alo cho em Mai để em hỗ trợ đón cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video hôm nay của em nha. Xin chào.